nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh Cá Mita TV nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Chị em hai vừa tiết lộ, clip hậu trường dài tới hơn 4 phút bao gồm giai thoại, hai mỹ nhân và chia sẻ của ekip làm phim. Sau khi ra mắt hé lộ phần nào về tạo hình nhân vật và bối cảnh phim, ekip chị em hai mới đây đã giúp khán giả có những hình dung rõ nét hơn về bộ phim thông qua clip hậu trường dài tới hơn 4 phút. Từ đây, những góc khuất trong vòng xoáy tình yêu, thù hận, tiền bạc, quyền lực, những câu chuyện về cuộc sống hào nhoáng, thượng lưu nhưng đầy khổ đau, giằng xé của đệ nhất, đệ nhị mỹ nhân một thời cũng được tiết lộ phần nào. Mở đầu clip hậu trường là thước phim ngắn, hé lộ về giai thoại cuộc đời ba trà, Minh Hằng và Tư Nhị, Ngọc Trinh. Hai người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm khiến biết bao tay chơi khắp Nam Kỳ lục tỉnh, Nam Vang, Bangkok săn đón, cung phụng tiền bạc không tiếc tay. Nếu ba trà được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn, hoa hậu không vương miện, xuất hiện trải dài với vẻ ngoài kiêu sa, gợi cảm thì Tư Nhị lại mang đến hai hình ảnh đối lập. Khi Tư Nhị là cô gái nghèo kín đáo, dè dặt, lúc lại là mỹ nhân có mặt trong mọi cuộc chơi của giới thượng lưu Sài Gòn. Việc Tư Nhị có được một cuộc đời khác tất cả là công sức của ba trà. Thế nhưng khi đã bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc, Tư Nhị lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân và muốn cướp ngôi vị số 1 của ân nhân từng cưu mang mình. Ấn tượng đầu tiên của khán giả về Minh Hằng có lẽ ở sự biến hóa tài tình về mặt tạo hình. Lúc cô là mỹ nhân cao quý, diễm lệ trong bộ đầm trắng ngà, đeo chuỗi vòng ngọc trai sang trọng cùng mái tóc uốn bồng bềnh. Khi lại rực rỡ, kiêu sa nhưng không kém phần gợi cảm với trang phục dạ hội quyến rũ. Trong một đoạn hậu trường, Minh Hằng còn thể hiện khả năng diễn xuất tài tình bằng ánh mắt, cơ thể khi nhân vật điên cuồng la hét, đập phá đồ đạc. Cũng trong clip hậu trường, Minh Hằng, Ngọc Trinh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã có những chia sẻ về dự án này. Với Minh Hằng, cô cho biết đây là lần đầu đảm nhận vai diễn một nhân vật hoài cổ ở thế kỷ trước nên vô cùng hứng thú. Nhưng đây cũng là áp lực cho nữ diễn viên khi phải thể hiện nhân vật có thật. Đặc biệt, Minh Hằng cho biết mình rất ấn tượng với Ngọc Trinh trong lần đầu hợp tác bởi sự mộc mạc, chân thành trong cuộc sống nhưng lại rất quyết liệt trong công việc của đàn em. Đã từng cộng tác với Minh Hằng trong nhiều dự án phim trước đây, nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết anh chưa khi nào hết ngạc nhiên. Bất ngờ với thái độ làm việc chuyên nghiệp, chuẩn chỉ của người đẹp. Bình thường, các diễn viên khác sẽ cố gắng để làm mình đẹp nhất có thể, còn Minh Hằng lại sợ nhân vật của mình đẹp quá. Cô luôn làm mọi thứ vừa đủ, tiết chế make up đầu tóc để khán giả tập trung vào diễn xuất và nội tâm nhân vật. Hằng là một người yêu nghề và có trách nhiệm với công việc, luôn làm mọi thứ nghiêm túc và hết mình, Vũ Ngọc Đãng chia sẻ. Còn với Ngọc Trinh, cô cho biết đàn chị Minh Hằng dễ thương đến mức bất ngờ, chị Hằng luôn tỉ mỉ, kiên nhẫn hướng dẫn Trinh về diễn xuất. Trước đó, Trinh không thể ngờ chị Hằng lại nhiệt tình, tâm huyết và dễ thương đến vậy. Chị em hai ra mắt vào mùa phim Tết Nguyên đán 2023. Nguồn ảnh clip, nhà sản xuất. Nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh Cá Mita TV nha các bạn. Cảm ơn các bạn.